nay tiếp tục mình giới thiệu mọi người một cái mẫu đá nhân tạo nha. Đây, mẫu đá này cũng khá đẹp mọi người. Cũng là nhân tạo. Mẫu đá nhân tạo này hiện giờ còn rất là nhiều ở kho Thịnh Thành đó mọi người. Thành Hoa Cương nha, đi nhà mình luôn. Nói mẫu đá này mình thấy rất là sáng rồi, và đẹp luôn. Anh em mà thích mẫu này có thể chọn nha. Anh em không biết kho có thể hỏi mình, mình sẽ chỉ kho cho nha. Có thể liên lạc với mình sẽ hướng dẫn cho mọi người để mua cho được tấm đá này ạ. Đấy, tấm đá rất đẹp nhưng mà do mình quay nó đang bị mờ đó. Trong này thì đá nhân tạo rất nhiều, mình để câu cái đường đi sao mà nó chặt quá vậy không biết nữa. Đi lần quạt là té. Đấy, kho nó quá chặt đó mọi người. Đây, tiếp tục một cái dòng nhân tạo tiếp theo nha. Cái mẫu này rất là đẹp. Cái kho Thịnh Thành này nằm ở ngõ tư Gò Mây tới hướng cổng khu nghiệp Vĩnh Lộc, hướng về Hàng Xương. Cách ngõ tư cổng khu nghiệp Vĩnh Lộc chừng cỡ 300m nha. Và mọi người sẽ thấy kho này nè. Trong này đá rất là nhiều luôn á, mà cái đường đi nó không có thì mọi người thấy không? Chỉ là nhỏ xíu rồi cho nên mình đi không được luôn á. Quá chặt quá rồi. Hai bên này vừa đá nhân tạo vừa đá ma bồ nha. Ở đây nhiều máy tống này là tống ma bồ này, cái mặt máu nó vô trong rồi. Đây. Tấm này ma bồ nha mọi người, không phải là nhân tạo nha. Đây, ma bồ luôn nha. Quay sát sát về mấy cái dòng đá này á, quay sát nó dễ bị mất màu á, cho nên mình cũng ngại quay sát đó. Mấy đồ mất màu mất tiêu à. Quay xa xa đi, cái màu đó với màu này khác nè mọi người, xem cái vân nè, cái vân màu này nó khác nha, cái vân này khác nè, cái vân này khác nữa, hai vân khác nhau á. Rồi mình tiếp tục đi ra một cái mẫu mới nha. Cái này nó hai cái dòng đá khác nhau đây. Thôi giống bên kho kia nó mở nhạc á, chắc mình sẽ xin kết thúc lời rồi. Chút nữa không bị dính bản quyền nữa. Những cái clip mình đã quay lỡ cỡ đó. Đây mấy cái này.